Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc FC mới về của ICS. Và với chiếc này thì anh em sẽ có một chiếc Moonface với máy in-house. Và rất là lạ là đợt này mình về mình lại có một cái hộp gỗ tuyệt đẹp và mình sẽ mở hộp lên cho anh em thấy. Và đây chính là chiếc FC mình muốn giới thiệu đến anh em, chiếc FC 705S4S6. Và với cái chiếc này thì mình sẽ có một chiếc size 42 Moonface. Và như các bạn có thể thấy là mình sẽ có một cái khóa rất là mới của FC. Đó. Chúng ta sẽ có một cái ở đây. FC 705S4S6. Với chiếc FC này thì mình sẽ có mặt dial rất là đẹp với size 42 mm. Và với cái size này thì nó sẽ rất là dễ đeo vì size 42 của FC nó khá giống như là size khoảng 40 41 của hãng khác và anh em có thể đeo rất là dễ dàng bởi vì cái phần thân của nó được vuốt vào rất là đẹp. Dòng 705 thì chắc các bạn không còn lạ gì rồi, dòng này rất là đẹp và trước đây mình đã trên tay chiếc này dây thép, tuy nhiên là hình như chiếc này dây da mình chưa có trên tay lần nào. Hôm nay mình sẽ trên tay để cho anh em có thể thấy. Với chiếc S4S6 này chúng ta sẽ có một chiếc FC Slimline Moonface với mặt dial màu trắng, bộ kim và cọc số được làm bằng thép trắng và chúng ta sẽ có cái Moonface màu xanh rất là nổi bật trên cái nền trắng này. Và các bạn có thể thấy là cái kim chỉ ngày ở dưới trong sub dial của chúng ta sẽ có màu ghi nòng súng và nó sẽ được làm màu ghi này để giúp cho chúng ta dễ dàng nhìn thấy hơn. Và với cái Moonface này khi các bạn nghiêng các bạn sẽ thấy ánh nó xanh lên rất là đẹp, nó giống như kiểu là nó được nung vậy. Và ở trong thì chúng ta sẽ có mặt trăng và cùng với đó là những cái ngôi sao rất là tuyệt vời. Với cái dòng 705 này thì mình có lẽ không cần phải nói nhiều vì cái thiết kế của em nó đã rất là đẹp. Hai bên phần thân chúng ta được làm hoàn toàn bằng bóng và chúng ta sẽ thấy là các bạn sẽ thấy ngay là nó sẽ được làm vát vào rất là đẹp và giúp cho chúng ta đeo chiếc này cực kỳ dễ dàng. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm, núm quả quýt và núm này của chúng ta giúp chúng ta vặn lên cót tay rất là dễ, cùng với đó là có thể giúp cho chúng ta chỉnh cái lịch ngày cũng như là lịch thứ, lịch moon phase cực kỳ dễ dàng. Đằng sau thì các bạn sẽ có bộ máy là FC 705, một bộ máy có tích hợp moon phase của FC và bộ máy này thì được làm khá là đẹp và chi tiết. Với tất cả các chi tiết ở đằng sau thì chúng ta đều được, các bạn có thể thấy đều được làm các cái hoa văn họa tiết cực kỳ đẹp với những cái đường vân đánh xoáy và những cái đường vân xoáy tròn cực kỳ tuyệt vời. Dòng FC 705 này là của FC thì nó sẽ có 26 chân kính và chúng ta sẽ có 28.800 tần số dao động, cùng với đó là chúng ta sẽ có khoảng 42 giờ tích cót. Và với cái dòng FC 705 này thì anh em có thể hoàn toàn yên tâm là cái chất lượng của bộ máy cũng như là cái độ chính xác của em nó cực kỳ tuyệt vời. Các bạn có thể thấy ngay khi mình lên cót tay khoảng chục vòng thì bắt đầu đủ cót và đã bắt đầu chạy rồi. Và đi kèm với em nó chúng ta sẽ có một sợi dây da cá sấu Nam Mỹ màu đen. Và với sợi dây da này thì nó có ghi đầy đủ ở phía sau. Các bạn có thể thấy ngay cái chữ Alligator Fed Mail ở phía sau. Và ở phía bên này chúng ta sẽ có logo Freke Công Thăng Geneva rất là tuyệt vời. Với cái khóa đời mới này thì thực sự là nó sẽ em nó sẽ có một cái khóa rất là đẹp. Và khóa này là khóa hiện đại và chúng ta hay thấy ở dòng FC 312 cũng như FC 3 Series. Tuy nhiên đợt này mình về thì lại có một chiếc có khóa này rất là tuyệt vời. Đó, các đợt trước thì có cái khóa bướm logo FC hoặc là cái khóa xiên FC. Tuy nhiên đợt này thì lại có cái khóa loại mới này và khóa này thì mình thực sự thấy là nó rất là đẹp. Và nếu như anh em thích chiếc này thì anh em có thể contact ICS. Hiện tại ICS đang có chiếc FC 705 S4S6 này với mức giá cực kỳ tốt và săn sale đợt này nó chỉ khoảng là 3x triệu thôi, hơn 30 triệu, nó khoảng tầm 33 triệu gì đó. Thì nếu như anh em có nhu cầu thì anh em có thể contact ICS. Thời điểm mà ICS bán chiếc này với giá 33 triệu thì nó là tháng 12 năm 2017, cho nên là mức giá này nó chỉ là theo cái thời điểm này thôi, cho nên là anh em lưu ý là đừng có áp dụng cái mức giá ở trên trên video mà mình nói, bởi vì giá này nó theo tùy thời điểm và các bạn sẽ có những cái mức giá săn sale khác nhau. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS.